Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người cách uốn ép một cái đầu tóc bông xù và cái chất tóc ở phần ngọn yếu. Mọi người hãy bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình về hướng dẫn làm tóc nhé. Rồi, và với cái tóc này ở phần chân thì mọi người thấy nó là phần tóc đen, nó mọc ra là tóc khỏe. Thì mọi người sẽ lấy thuốc khỏe của bên mình nhé. Đây là thuốc bên mình và mình phân phối tất cả cái dòng thuốc của TNT. Và phần chân chúng ta sẽ sử dụng gói thuốc khỏe. Rồi tiếp theo, mình lấy một bát nữa. Mình lấy thuốc yếu, mình cho vào phần ngọn. Mọi người mua hàng ủng hộ mình thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại và số Zalo trên màn hình nhé. Khi các bạn mua hàng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật làm ok nhất. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ trải vào phần chân trước. Mọi người trải vào phần chân, lưu ý là mọi người trải không được để đọng thuốc nhé. Nhất là cái phần chỗ nối, các bạn mà để đọng thuốc thì nó sẽ gây ra tình trạng có thể là bị gãy hoặc là bị cháy ở chỗ phần tóc nối hoặc là phần chân tóc. Mọi người lưu ý là cách phần chân ra khoảng 1-2 cm nhé, tránh tình trạng thuốc rơi vào da đầu không tốt. Mọi người có nhìn thấy không, cái bạn ở bên tay phải mình thì bạn bôi đọng thuốc đấy, là đang đọng thuốc đấy. Mọi người lưu ý khi bôi như vậy sẽ không tốt tí nào, và tí nữa mình sẽ trải lại mà. Và đấy, bạn học viên nên đôi khi là không để ý cái vấn đề đấy, có dạy rồi nhưng mà quên. Các bạn thấy không, cái đọng thuốc ở chỗ phần nối kìa, đấy rất nguy hiểm. Vậy khi các bạn trải thuốc nhớ để ý. Và sau khi mình trải xong cái phần chân, mình sẽ chuyển sang mình trải thuốc vào phần ngọn tóc để mình uốn, và phần chân mình trải để mình ép. Cứ lần lượt các bạn trải hết vào phần chân đi nhé. Rồi, với cái tóc này giờ mình sẽ bôi ra ngọn. Thì mọi người ở phần ngọn mọi người xịt ẩm đi. Rồi sau đó mọi người lấy cái bát thuốc yếu mình vừa bóp đó, rồi mình trải vào phần ngọn. Rồi, các bạn uốn đến đâu, có thể uốn đến đâu các bạn trải vào đấy. Tại vì phần dưới lần trước nó cũng ép rồi, nên chúng ta có thể uốn đến đâu người ta bôi đến đấy. Hoặc chúng ta có thể bôi sát vào cái chỗ phần nối được. Rồi các bạn cứ trải lần lượt, và sau khi tóc đàn hóa thì nhớ quát mọi người sẽ phải bù lại độ ẩm cho tóc. Rồi các bạn dùng collagen rồi, thì ngoài collagen ra thì nếu các bạn không dùng axit béo thì tóc của khách về nhà sẽ sử dụng sẽ bị khô sơ thôi. Thế vậy nên các bạn nên dùng bằng collagen nhé, cộng với axit béo để khử kiềm. Dùng collagen không thì nó chỉ có tác dụng bù ẩm thôi, nó không có tác dụng mà thải độc tố. Vậy nên khi các bạn làm mà khách về nhà sử dụng nó nhanh bị khô sơ là lý do là nó còn lưu kiềm, và lúc mình dập định hình nó sẽ không được hàn gắn lại chặt liên kết. Vậy nên tóc nó sẽ rất nhanh lơi, và đôi khi các bạn mềm hóa đạt rồi mà lên trục nó còn bị khô sơ cơ. Tại vì kiềm còn lưu đấy thì các bạn chạy nhiệt thì nó sẽ phát triển kiềm, thế nên có thể bị khô. Làm thuốc bên mình thì nó rất dễ làm đúng không mọi người, chẳng phải pha một cái gì cả. Và cứ như vậy mọi người trải hết vào phần ngọn tóc đi để mình chờ mình uốn. Còn phần chân thì các bạn muốn ép kỹ thì các bạn có thể vào 2 lần thuốc, còn mình ép để thẳng tự nhiên và đủ độ bóng thôi thì mình sẽ vào 1 lần thuốc hơi dày một chút, rồi mình để khoảng tầm mềm hóa cái phần ngọn này khoảng tầm 40 phút là cái phần chân nó được và phần ngọn cũng đạt. Với cái thuốc này các bạn bôi này thoải mái, để thoải mái nhá, nhưng bạn không lo về quá thuốc nhá. Tại vì hiện tại mình đang làm cái thuốc cân bằng với tóc rồi, cái thuốc yếu bên mình thì dành cho tóc yếu, và trừ khi là tóc nó yếu nhiều thì mọi người phục hồi trước sau đó mọi người mới làm. Còn những cái tóc này thì nó chỉ thuộc dạng yếu thôi, nên mình sẽ dùng thuốc yếu, trung bình yếu bên mình làm. Rồi, và đây là cái tóc nó đã đạt hóa. Khi mình trải lần 1 nó chưa được thì mình sẽ trải lần 2. Tóc đạt hóa thì nó sẽ mềm này đấy. Và sau khi tóc đạt hóa xong thì mình sẽ dùng collagen cộng với axit béo
Collagen mọi người cho vừa đủ nhé, tại tóc này khá là dày nên là mình cho nhiều nhiều một chút. Rồi, và tiếp theo các bạn thấy không, vừa đủ này. Đó, các bạn căn một cái đầu nhiều nhiều như thế thì các bạn cho tầm này thôi. Và axit béo thì các bạn cho mình là 3 đến 4 nắp tùy từng tóc. Tóc dày, tóc nào ít thì các bạn cho 2 nắp thôi, còn tóc nào nhiều hơn thì các bạn cho 3 nắp hoặc 4 nắp. Đó, các bạn càng khử sạch kiềm thì càng tốt. Rồi, các bạn đánh đều lên, sau đó các bạn cho khách lên giường gội, các bạn xả xong rồi dùng nước nóng pha vào. Giờ các bạn trải vào tóc, các bạn massage khoảng 3 đến 5 phút rồi các bạn xả sạch rồi lên sấy khô. Và đây cái tóc mình đã khử kiềm, xả sạch khử kiềm rồi sấy khô rồi đây, giờ mình sẽ là qua đi. Đã, khi cái tóc mình làm đạt rồi thì tóc nó sẽ tự bóng, tự thẳng. Mình sẽ ép xong rồi đó, mình sẽ rồi lên chụp. Khi các bạn làm đạt hóa rồi các bạn không cần phải là nhiều, tóc nó cũng tự thẳng nhá. Còn mọi người là nhiều quá, khi các bạn làm hóa chưa đạt thì các bạn là nhiều quá cũng không có tác dụng gì. Vậy khi các bạn mà mềm hóa đạt rồi thì các bạn chỉ lướt thôi là đã ok rồi. Cái phần ngọn thì mọi người chỉ lướt qua thôi nhé, để đủ độ bóng là được. Sau khi mọi người đã là tóc hết phần đầu xong, mọi người có thể là tỉa xong rồi bắt đầu lên chụp. Lên chụp thì mọi người với tóc này mình sẽ đi chụp 22 nhé. Và các bạn uốn lên hai vòng cũng được, không sao cả. Tí nữa các bạn còn ép cái phần ngắn ra mà. Các bạn quấn kéo căng tay và chặt tay. Rồi sau khi các bạn quấn xong, chạy nhiệt xong thì các bạn tháo ra và là ngắn thôi. Còn lần lượt các bạn uốn lên xong các bạn chạy nhiệt. Nhiệt thì tùy mọi người. Nhiệt thì mọi người cứ bảo là hỏi mình nhiệt. Nhiệt thì mình thấy không quan trọng nhá. Nhiệt thì mọi người không nên đi cao quá thôi. Các bạn đi ấm ấm cũng được. Miễn là làm thế nào các bạn chạy 3-4 nhiệt mà cũng được. Miễn là nó khô là được nhá. Mọi người không nên chạy nhiệt cao quá. Còn như máy nhà mình thì nhiệt nhà mình nhiệt 50 cũng thấy nóng rồi, cho nên mình sẽ chạy nhiệt 50. Và mình chạy hai nhiệt, mỗi nhiệt mình chỉ chạy khoảng tầm 5 phút thôi. Các bạn quấn lần lượt, chặt tay. Sau khi quấn xong các bạn chạy nhiệt xong thì các bạn chỉ việc dập định hình thôi. Dập định hình với cái tóc này thì các bạn dập và các bạn pha thêm mấy khoảng tầm 20-30% nước để các bạn dập định hình. Rồi sau khi chạy nhiệt xong mình sẽ dập định hình đây. Thì mọi người cứ nhúng tất cả các tóc vào, sau đó mọi người trả cả phần chân đấy nhá. Các bạn không cần pha dạng kem cũng được nhá. Các bạn lấy nguyên cái phần nước dập định hình này, các bạn trải vào chân. Nó hơi khó hơn nhưng mà vẫn được mà. Mọi người nhúng vào, sau đó mọi người lấy cái chổi mọi người nhúng nước và mọi người quét lên phần chân, nó ướt hết đều là được. Ướt là được, mọi người nhúng. Làm thực ra thì nó cũng rất đơn giản. Mình cái máy mình sót cái phần này thì mình lấy cái máy làm mình ép cái phần chỗ góc ấy đi. Sót. Đấy, các bạn nhìn thấy bạn này, bạn nên trải thuốc không? Trải thuốc dập định hình không? Đấy, các bạn chỉ cần trải như vậy là ok rồi. Các bạn lần sau làm nên dùng găng tay. Nhưng mà đôi lúc vội quá cũng không dùng găng tay. Hoặc là lười. Rồi bây giờ khi dập định hình các bạn để 15 phút rồi mình sẽ tháo ra. Thì cái sóng như này là căng rồi nhé. Đấy, mọi người cứ lần lượt tháo rồi mình sẽ xem các bạn xem sóng. Sóng này đảm bảo là đạt ok luôn. Các bạn khi mềm hóa xong các bạn mà thấy nó tóc nó mịn thì nó sẽ mịn, còn các bạn mềm hóa ra thấy nó sun thì nó sẽ bị cháy. Rồi, và đây là cái tóc của mình đã đạt đây. Mình bo vào và mình đi xả thôi. Đấy, sóng rất căng đúng không? Rồi ok.
Tóc này nếu mà khách mà nhuộm nữa thì ngon luôn, nhưng mà khách bận chưa nhuộm, thế nên mình chỉ việc sấy khô thôi rồi cho khách về. Với khách là nhà mình thì các bạn biết rồi, mình làm mình cứ sấy khô tự nhiên thôi. Các bạn sấy gần gần khô, gần như khô hẳn nhá, rồi sau đó các bạn ngoáy tay vào một chút là ok. Với cái tóc của bạn lúc đầu nhìn các bạn thấy không? Tóc thứ nhất là bông, thứ hai là yếu, và mình làm ra các bạn thấy tóc rất là bóng. Và mình sấy tóc cho khách mình không bao giờ sấy cái nấc nóng nhất nhé, mình chỉ sấy cái nấc ấm. Còn sấy nấc nóng nhất nó sẽ không tốt cho tóc mọi người nhé, nên mọi người nên dùng cái nấc ấm thôi. Và đây là cái tóc mình đã làm xong. Đấy, sau khi sấy khô xong thì mọi người vuốt vuốt vào, rồi mọi người tạo kiểu cho nó. Đấy, cái sóng rất bóng và căng. Nhưng phần khô dưới mình thấy vẫn hơi nặng, nên tí nữa mình sẽ tỉa lại cái phần đấy. Và như sóng như này là các bạn thấy ok không? Và các bạn khi làm xong các bạn mà thấy cái phần nào nặng ấy thì mọi người nên tỉa bớt đi nhé. Video sắp hết rồi thì xin chào mọi người nhé. Mọi người hãy mua hàng ủng hộ mình thì hãy liên hệ với mình nhé. Và nhớ đừng quên bấm like, đăng ký và để lại comment góp ý. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.